Mình cảm thấy là mình không còn là một cái con người như trước nữa. Cổ tích. Mình đang đọc một câu chuyện cổ tích. Nếu như là mình thì mình chắc mình không có trả đâu, rõ ràng rồi. Không những mình không trả, mình cũng không biết được. Cơ bản là thường là mình cũng hay trả lắm, nhưng mà mình chưa bao giờ gặp cái trường hợp như vậy đâu nha. Mình chưa bao giờ gặp đâu nha. Nếu anh này có tham tiền thì anh lấy mẹ nó 30 triệu rồi. Chẳng qua là lương tâm của anh không cho phép anh lấy làm được làm cái việc đó. Cho nên là anh xách cái số tiền này anh đi một cái đường xa để anh trả cho cái anh này. Xong anh này lại báo cho anh biết là mất 1 triệu. Mẹ nó. Chán ghê luôn á, không biết người này có người bắt không. Không biết người này có phải người bắt không. Nhưng mà mình nghĩ là chứ không phải đâu. Người nào cũng vậy, do cái lòng, do cái tâm mình thôi. Chứ người Bắc như người Nam thì cũng vậy thôi. Rồi video này mình muốn nhắn nhủ với các bạn là sau này mà có lụm được tiền thì lấy luôn đi. Đừng có trả. Tại vì sao? Các bạn đang sống trong một cái xã hội là khi các bạn làm một cái việc tốt thì sẽ người ta sẽ biết đến bạn rất là ít, chút xíu như vậy nè. Người ta chỉ nhớ bạn trong một khoảng thời gian ngắn như vậy thôi. Mà khi các bạn làm việc xấu thì các bạn biết rồi đó, cộng đồng mạng nó sẽ kéo dài rất là nhiều. Nếu mà cái gương mặt của bạn làm việc xấu, việc ác mà lên trên mạng rồi thì các bạn sẽ không làm được một cái gì nữa hết. Đi xin việc thì người ta cái con này thằng này nó như vậy, hoặc là đi mua đồ thì người ta sẽ có những cái dị nghị riêng, giống như mình nè, bản thân mình cũng vậy nè. Bây giờ mình đi ra ngoài cũng có vài chỗ người ta cũng nhận ra mình sau cái vụ đó, vụ bánh xe ăn xương á, cũng sẽ có nhiều người nhận ra mình và cũng có một vài cái nhìn hơi khác đó. Thì bản thân mình đã chịu hậu quả từ cái việc đó rồi và mọi chuyện đó nó cũng đã lắng lại rồi, nhưng mà những cái về sau đó mình vẫn phải chịu. Mình cảm thấy là mình không còn là một cái con người như trước nữa. Ví dụ đại loại như là cái lượng like của một status mình đăng lên nó cũng nhiều hơn chút đó. Cái lượng tương tác của mọi người với mình nó cũng nhiều hơn chút đó. Sống ảo mà, mình sống ảo mà đó. Sẵn tiện luôn là mình là một fan cứng của Miss Thi, cho nên là mình cũng là một người làm vlog và mình cũng đang trong quá trình là nâng cao cái kỹ năng nói trước ống kính nó tự nhiên hơn, để sau này mình làm nhiều cái nó tốt hơn. Mình đã có kế hoạch sẵn, bây giờ mình chỉ việc rèn luyện nó từng ngày thôi. Các bạn có một cái lời góp ý gì cho mình, có một cái gọi là mới ngủ dậy ngôn từ nó chạy tọt le hết rồi, không có nhớ được mình đang muốn nói cái gì, thì các bạn có thể góp ý cho mình để mình làm tốt hơn và mình làm hay hơn ha. Rồi tạm biệt các bạn. Sẵn tiện mình đang quay video bằng con Samsung Z7 Pro của con ghẹ mình. Mình đổi cái điện thoại Xiaomi của mình đó. Mình muốn quay bằng cái này, nhưng mà cái điện thoại này lấy nét liên tục, cho nên là cái khung hình đó lúc nó bự, lúc nó nhỏ, lúc nó mờ, lúc nó không mờ. Cho nên là mình muốn đổi qua cái này để mình quay thử coi nó sao. Các bạn nhớ comment bên dưới cái ý kiến của các bạn về video này và cho mình một vài lời góp ý để mình làm nó ok hơn. Rồi tạm biệt các bạn. Hẹn gặp các bạn ở một video sau. Các bạn có thấy tóc mình ra được chút cái nó đẹp trai hơn rồi đúng không? Này hỏi thật nha, một mụn chưa hết nè. Mình sẽ làm nhiều thứ hơn cho các bạn xem. Tôi không làm thì ai đâu mà làm. Bye bye.